phấn. Ngay chỗ này là tổng diện hẹp eo, viêm vần thì rồi hẹp động mạch chủ do viêm mạch là vỡ ra thôi. Thì mấy cái chỗ chẳng hạn ngay chỗ này phần động mạch chủ đi, thì các anh chị siêu âm thì cũng nghĩ thấy gì, kính nó lớn lên rồi bóc tách. Bóc tách là sao? Tất là có cái dải vòng âm ha. Ví dụ như bóc tách thì các anh chị siêu âm thường thường là bóc tách một số phần ra không có muốn tách. Phần thì anh chị thấy cái đường kính nó to ha, rồi sau đó anh chị thấy cái dải vòng âm nó phơ nó tới trong nó ha, nó có hai lòng, lòng giả lòng thật ha. Giả lòng thật rồi sao nữa? Với lại mạch máu, máu tụ lại trong cái chỗ mạch giả. Có thể máu nó chảy ở trong cái lòng giả nữa. Các anh chị khi siêu âm phình là các anh chị có bóc tách hay không? Các anh chị đo cái biến chứng nó có hay không? Biến chứng là như có tách cái này không? Tách cái này không? Hoặc là tách động mạch thận hay không? Có biến chứng hay không? Rồi viêm viêm mặt thì ra cái thành nó dày lên hết, nó dày cho nó hẹp lòng, còn anh chị nhớ là nhớ có phổ, dạng phổ ví dụ như dạng phổ đây là còn bị 33 ha, 233 đây là 233, cái dạng phổ từ đây tới đây là dạng phổ đơn pha ha, đơn pha mà phổ tới ha, phổ dưới đây là 33, chẳng hạn như nó hẹp thì tự nhiên các anh chị thấy cái dạng phổ hẹp, dạng phổ ta biết ta mất cái 33. Chẳng hạn như nhiều lúc anh chị siêu âm ở đây tự nhiên ra anh chị siêu âm cái chân luôn đó nha, hai cái chân nó dạng cổ ta rút hết trơn cái ủa thì anh chị phải đi lên lên này, cái động mạch chậu nó cũng ta rút luôn, lên luôn động mạch chủ thì một số ca nó lại hẹp động mạch chủ luôn nha, nó hẹp động mạch chủ cứ ở dưới này mà thấy nó bình thường thì chắc ở trên này nó bình thường, mà dưới này thấy bất thường mình đi tới lên thì kiếm ha. Giống như tự nhiên anh chị siêu âm cái động mạch cảnh thì anh thấy cái gì cổ hẹp đi, cổ hẹp thì anh chị sẽ sao chị lắp xuống cái câu thì cái đoạn này nó có hẹp không, thì lúc có đoạn nó hẹp tốt ở trong này nè, ở đây nó cổ hẹp nha, ở đoạn này bình thường ha, thì coi chừng nó hẹp ở đoạn trong này ngay chỗ này nè, bình thường mình làm xót thì dưới đoạn này là đoạn trong ngực là mình không thấy, nhưng mà bác nào xin tiên á thì lấy cái đầu dò tiên mình thấy nhé, đầu tiên mình coi một số ca coi được cái đầu mặt chủ, mà cái ca chẳng hạn mình thấy đây cổ đâu hẹp thì coi chừng nó hẹp ở đoạn trong này, mình lấy cái đầu dò xin tiên mình làm nó sâu vô trong mình mới thấy, chứ còn mình làm ở ngoài không á là mình á, nhưng mà mình cái dạng học cái dạng cổ hẹp ha, cổ bình thường nó ra cổ hẹp, các anh chị cứ làm cái dạng cổ bình thường và các anh chị thấy cái cổ bất thường thì anh chị kiếm nó hẹp ở đâu, hoặc là nó phình hoặc là nó bất tắc ha, dạng phình thôi, tại tới đây là hết.